chào cả nhà. Đó, các bạn sẽ xem chưa? Bun bắt đầu làm quen với gái nhà mình này. Con lượn ra đây xem nào. Cho em ra đây nào. Đó, cho cái que đó. Dần lên hạ xuống. Đúng rồi. Đó, chị bông này làm thử lần nữa nào, cho em làm quen với mình nào. Nào, thả vào này, cho Bun trèo lên. Rồi, Bun trèo lên nào. Đó. Yeah. Yeah, đi từ từ thôi, đi từ từ thôi, đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. À, chị bông dần xong, chị dần giờ dần giờ dần dần thôi, nhẹ thương chóng mặt. Chóng mặt, chóng mặt. Chị bông đưa dần tay xem em có la ra không. Ấy, ui, xoay đấy, đấy. Đó. Con thử cho em búc vào xem em búc có dám trèo lên không. Còn chưa làm gì là em đã chạy chạy nhảy vào chuồng rồi. Đấy, chỉ có Bun trèo lên thôi. Nào, Bun trèo lên nào. Rồi, Bun trèo lên nào. Đấy. Nào, để du du rồi, để cho Bun lên nào. Thôi, buồn đói rồi, ăn rồi. Bun lên nào, Bun lại trèo này, du du du. Rồi, lại đi lên nào, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Từ từ thôi, từ từ thôi, dình dình trong mặt này. Thôi, làm từ thôi. Nhanh quá, ra đây à. Quay lại đây mẹ xem nào. Wow. Bun đâu 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 đâu. Tiến lại đây, tiến lại đây, tiến lại đây, tiến lại đây. Nào, xem nào, tay này có sang không nào. Đi từ 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 xem tay có sang không nào. Sang không, sang không. À, thả xuống. Rồi. Rồi, quét đi, con quét dọn cái chỗ kia đi, bẩn quá. Đấy, thả cho ăn ra ngoài là rất vãi. Vãi, con quét dọn đi. Lấy chổi con quét đi. Quét đi cho nó gọn. Đấy. Các bạn gì không? Nhìn bên ngoài buôn ngoan thì thôi, nhưng bên trong buôn ác lắm luôn đi các bạn ạ. À. Ừ. Chứ sao lại ác? Ở trong chuồng ấy mới thò ngón tay vào tí rồi nó đã cắn cục cái rồi các bạn ạ. Mà một khi là con buôn nó cắn là đau dã man luôn. Thế con phải thuần dần chứ, phải thuần dần cho em ấy quen với mình thì bắt đầu là em con mới chơi được. Con phải thuần dần này, cho em nó quen với mình này. Em quen dần với mình thì em mới ra chơi với mình luôn. Với con vật là mình phải biết yêu thương, chăm sóc em ý thì em ý sẽ gần này. Ví dụ như là mình cho em ấy ăn này, mình chăm sóc này, rồi mình đừng bao giờ trong thì dọa em ý là em ý sợ. Làm gì phải nhẹ nhàng thôi, dần dần thì em ý sẽ quen dần với mình chứ. Chứ lúc nào em nghĩ trong tình trạng là phải phải con thử có, con để cho em ấy trọ lên người. Trèo em đi trèo lên người cho. Đâu em đi trèo lên người. Nào nha, bình thường này, cứ ngồi xuống này, ngồi xuống. Ngồi xuống là em ấy sẽ trèo lên đấy. Em xem có trèo lên không. Bây giờ Xem con này. không hay quen trèo đâu. Đợt trước là đấy, ví dụ là cứ ngồi xuống là cứ tà áo mà trùng trùng ra là y như rằng là em buôn em mới trèo lên người mình. Con thử xem em có trèo nào, lâu rồi đâu. Này, đấy, đấy, được rồi. À, chị Bông cứ để yên cho em, quặp em trèo lên. Đấy, nó đu, đu theo áo xem nó lên đến đâu nào. Ăn đùi Vậy thôi à, rồi. có. Búc thì nhát hơn. Búc thì nhát hơn. Chưa làm gì, chưa làm gì. Wow, Mình chưa làm gì đâu đấy. Mình để tay này thôi. Búc đã sợ, búc chạy rồi. Còn cân bun để ra gần miệng nó quá là nó cắn phục cái luôn nha các bạn ạ. Chứ cái gia đình của bạn bun với bạn búc ấy là không có anh ngoan hết trơn luôn đâu. Bun thì cũng không cho vuốt, ít khi cho vuốt lắm. Thì các bạn nhìn không? Đấy, con bun với con búc ăn chua gì hết 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 hạt cây rồi. Còn đúng zoom thì các bạn, bởi vì các em nó không ăn zoom ấy, không biết ăn zoom nên là chỉ ăn mỗi cây thôi, thế nên là còn lại toàn đống zoom thôi. Ừ. Mấy nữa chắc là sẽ không cho zoom nữa thôi. Mình sẽ cho ăn rau thường thôi. Chứ zoom em ấy không ăn là cuối cùng là bỏ ra đấy, sau nó ẩm đấy, nó hỏng là nó ăn vào nó lạnh sợ nó bụng. Thôi vậy nha, tạm biệt Bun nha. Bun hôm nay Bun nghịch à, Bun chơi nào. Đúng rồi, chị Bông à, chị Bông cho em chào lên nào.
Đâu xem nào, cô cắn đấy. Cắn cắn qua áo xem nó có treo lên không. Chị Bông thử bỏ rất cao dần lên xem nó cọp vào xong nó có bố đu lên không. Có đu không? À chị Bông cho tay vào xem là em ấy quặp đấy. Nào túm vào trèo lên không? Không lên à? Nào trèo lên nào, trèo lên người chị Bông xem nào. Thôi, hồi xưa con hay làm này nhưng giờ con không thích làm rồi. À. Con kiểu như là con hãnh diện đi mà không còn là em bé nữa. Bun bây giờ lớn rồi, Bun trưởng thành rồi. Trèo lên người ta giúp cho không chịu. Ôi. Wow. Bây giờ là thích bay thôi. Bây giờ đó. Yeah chỉ có mỗi từ đây cho đến cái bàn xanh thôi, nó chỉ cách có một khoảng từ này từ đây cho đến rồi, cái bàn rồi, xanh rồi. Như này mẹ cũng không bay được, không chịu luôn này. Thôi nha, hôm nay chia sẻ với mọi người một chút về em Bun thôi nha, cùng em Búc nữa thôi nha. Các bạn biết gì không, mỗi khi á mà con Bun nó đang muốn vào này mình đẩy nó vào thì đợi một lúc sau con Búc nó lại đạp nó ra. Thì kiểm tra xem nào, sau khi mình bỏ trứng ra rồi xem có gì mới không nào. Không, có rất là có nhiều điều mới nhá. Thế này. Đâu? Bình thường ấy là mở ra là nó, bình thường ấy là lúc mà mẹ bỏ trứng đi rồi là nó ấy, lúc mà chưa mở cái tủ, mở tủ ra là con Bun nó không chạy vào đâu. Nhưng lần này nhá, mở ra. Đó, đấy. Thế nên mà mở ra xem là mẹ xem là nó có dấu hiệu của bới cái bào cưa ra không? Các bạn biết gì không? Lúc mình mở ra thì con Bun nó nhảy vào, mà lúc mình đóng vào thì Bun lại nhảy ra. Đúng rồi, đóng vào phát Bun lại nhảy ra ngay, mở ra phát Bun lại chạy vào. Đây. Nào, đấy. Bao giờ nó chạy trong tình huống này nó canh chừng mà. Nhưng mà lúc mà nó đẻ trứng xong rồi ý, xong rồi lúc mà kiểu trứng đấy, nó thối rồi ý, thì bắt đầu Bun ấm. Đó, hai con nó yêu nhau đấy. Búc thì vẫn nhát á, thường là vẫn cứ đứng ở đủ cuối tổ thôi. Nhưng mà bây giờ ấy thì Búc ấy đỡ nhát hơn rồi, bởi vì bình thường ấy là Búc không tự giác đi xuống ăn đâu. Nhưng mà hôm nay nhá, Búc ấy đi tự xuống ăn 5 lần rồi đấy. Tại vì Búc đói, rất là Búc đói thì Búc cũng tự xuống ăn, từ trong đây xuống ăn cô. Đấy, mỏi cánh rồi đấy. Thôi, video của mình chia sẻ một chút. Sau một ngày làm việc quay về với các em, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo để xem sự thay đổi biến chuyển của các em ý sau khi bỏ trứng ra, để mong chờ tiếp theo có nứa trứng mới. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.